Thưa quý vị, với tinh thần quảng bá nét đẹp truyền thống đặc trưng của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đến với du khách quốc tế nhân dịp Trung thu, chiều tối qua tại khu vực công cộng của sảnh ga đến, nhà cao quốc tế sân bay Đà Nẵng tổ chức chương trình Ánh trăng giao hòa. Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt Hàn thú vị, mới mẻ dành cho du khách. Chương trình Ánh trăng giao hòa bắt đầu từ lúc 18 giờ đến 19 giờ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023. Sôi nổi với các tiết mục mang đậm nét truyền thống của Việt Hàn như múa quạt Hàn Quốc, nhảy sạp trong trang phục truyền thống, múa chú cụi chị Hằng và đặc biệt màn trình diễn múa lân sư rồng đặc sắc đã thu hút đông đảo du khách đến xem. Tôi thực sự bất ngờ khi xem màn trình diễn lân sư rồng này và tôi cảm thấy như được chào đón nồng nhiệt khi đến với thành phố Đà Nẵng. Lần đầu tiên đến đây, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, đã có sự kiện tuyệt vời như thế này dành cho du khách, khiến tôi cảm thấy người Đà Nẵng rất thân thiện và ấm áp. Bên cạnh đó, nhà ga còn thể hiện sinh động các hoạt động truyền thống về văn hóa thông qua các gian hàng với 4 chủ đề khác nhau, bao gồm gian hàng bánh kẹo, gian hàng nghệ nhân trình diễn nhào nặn tò he, gian hàng hoa giấy từ làng nghề 300 năm tuổi xứ Huế và gian hàng biểu diễn nghệ thuật vẽ mặt nạ truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc. Tại đây, du khách không chỉ được trải nghiệm các gian hàng mà còn được tặng quà trung thu ý nghĩa. Tôi biết Tết Trung thu vì nơi tôi sống có tổ chức Trung thu. Song tổ chức tại sân bay như thế này khiến tôi rất ngạc nhiên. Nhiều hoạt động thú vị, không khí náo nhiệt, tôi còn được tặng quà. Thật sự chương trình đậm nét văn hóa Việt Nam, tôi rất hào hứng. Thông qua sự kiện này, đội ngũ điều hành nhà ga mong muốn xây dựng nơi đây trở thành một điểm chạm văn hóa mới mẻ và độc đáo tại Đà Nẵng trong dịp Trung thu. Điều thứ hai là muốn thông qua chương trình này, chúng tôi muốn quảng bá văn hóa Việt Nam đến cho bạn bè du khách quốc tế. Và điều thứ ba là chúng tôi mong muốn gia tăng cái sự trải nghiệm cho khách hàng thông qua việc tham gia trực tiếp vào các sự kiện các gian hàng này. Qua đó thể hiện được sự hiếu khách trong cung cách phục vụ của nhà ga quốc tế Đà Nẵng nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa của hai nước, tạo những ấn tượng mới mẻ, thu hút du khách đến với thành phố Đà Nẵng.